Ukraine lý giải nguyên nhân Wagner tuyên bố rời Bắc Mút vào ngày mùng 10. Theo ABC Ukraine, Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine và Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bình luận về tuyên bố của người đứng đầu Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, về sự rời khỏi Bắc Mút của Wagner vào ngày mùng 10 tháng 5. Trong một bình luận cho Ấn Phẩm, quan chức tình báo của quân đội Ukraine, ông Andriy Cherniak, lưu ý rằng trên thực tế, Prigozhin sẽ không rút lính đánh thuê của mình khỏi Bắc Mút. Đại diện của tình báo Ukraine nhấn mạnh rằng tuyên bố này có liên quan đến việc Wagner không thể thực hiện lời hứa chiếm thành phố trước ngày 9 tháng 5. Ông Chenyak giải thích đó là lý do tại sao bây giờ ông ta đang cố gắng quy tội cho ai đó, vì giờ đây ông ấy hiểu rằng mình không thể giữ lời nữa. Theo ông, tình báo Ukraine hiện không ghi nhận bất kỳ một cuộc rút quân nào ở khu vực Bakhmut. Đồng thời, ông Chenyak lưu ý rằng lính Wagner thực sự có một số vấn đề về đạn dược. Ông nói, nhưng cho dù họ được cho bao nhiêu thì vẫn không đủ cho họ, tức là càng được cho nhiều, họ càng cần và càng muốn nhận nhiều hơn. Đổi lại, Serhiy Cherevati, phát ngôn viên của nhóm lực lượng vũ trang phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng những lời của Prigozhin về cái gọi là cơn đói đạn dược của Wagner không tương ứng với thực tế. Thay vào đó, rất có thể công ty quân sự tư nhân Wagner gặp vấn đề về số lượng lính đánh thuê ngày càng ít đi. Ông Cherevati giải thích, hơn một tháng trước, chúng tôi đã đưa ra giả định rằng nếu Wagner duy trì tốc độ tổn thất như vậy, 100 người thiệt mạng trở lên mỗi ngày và nguồn bổ sung cho họ lấy từ các nhà tù của Nga không được phục hồi thì họ sẽ bị tiêu diệt trong thời gian tới. Và hóa ra, việc Prigozhin nói đến cơn đói đạn dược là không đúng, bởi vì chỉ riêng trong ngày hôm nay, chúng tôi đã bị tấn công bằng nhiều loại pháo khác nhau 520 lần ở Bắc Mút và các vùng lân cận. Ông nói thêm, đây là thành tích của lực lượng vũ trang, lực lượng vệ binh quốc gia của chúng tôi. Nói chung, tất cả lực lượng phòng vệ đã và đang thực hiện nhiệm vụ của mình ở khu vực Bắc Mốt. Thực tế là họ đã tiêu diệt một số lượng lớn kẻ thù ở bên đó, và trên hết có nhiều lính Wagner nhất ở đó là nguyên nhân sâu xa của tất cả những tuyên bố này. Người phát ngôn tóm tắt rằng Prigozhin đã đưa ra những tuyên bố quái dị tương tự về tình hình ở Bắc Mút trong một vài tháng nay bởi vì ông ấy hiểu rằng mình không còn khả năng biện minh bằng cách nào đó cho những thất bại của mình và việc không thể thực hiện những lời hứa mà ông đã hứa. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner đã kêu gọi người đứng đầu các cơ quan quốc phòng của Liên bang Nga lưu ý rằng vào ngày 10 tháng 5, các binh sĩ của ông sẽ rút khỏi Bakhmut do thiếu đạn dược. Theo ông, khi không có đạn dược, những tổn thất của lính Wagner ở Bakhmut là vô ích và phi lý. Prigozhin một lần nữa phàn nàn rằng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã không cung cấp đủ đạn dược cho lính đánh thuê của mình trong một tháng. Ông làm rõ rằng họ chỉ nhận được 10% số lượng cần thiết. Yevgeny Prigozhin đã cáo buộc các nhà quản lý Nga phản quốc và ông dường như đã phủ nhận rằng mối quan hệ của ông với Bộ Quốc phòng Nga đã được cải thiện. ISW, Nga có thể tiếp tục lợi dụng vụ tấn công Điện Kremlin để làm lợi cho không gian thông tin của mình. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, các nguồn tin của Nga tiếp tục phản ứng với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin vào ngày 3 tháng 5. Ủy ban điều tra Nga tuyên bố rằng họ đã mở một vụ án hình sự về thực tế là một cuộc tấn công khủng bố liên quan đến nỗ lực tấn công Điện Kremlin và càng làm tăng thêm cáo buộc rằng kế phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an để thảo luận về vụ việc vào ngày 5 tháng 5. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev kêu gọi thủ tiêu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trả đũa vụ tấn công. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố một cách vô căn cứ rằng Mỹ đứng sau vụ tấn công. Một số nhà chức trách Nga, bao gồm cả người đứng đầu Moscow, Saint Petersburg, Leningrad và Pskov, đã ban hành lệnh cấm phóng và máy bay không người lái. Bà già trích dẫn các nguồn nội bộ không xác định tuyên bố rằng cư dân ở ngoại ô Moscow đã nhận thấy máy bay không người lái ở độ cao rất thấp trước thời điểm tiếp xúc với tòa nhà Cung điện Thượng viện Kremlin vào ngày 3 tháng 5, nhưng chính quyền đã phớt lờ báo cáo của họ là sự cuồng loạn về máy bay không người lái. Một nguồn khác của Nga đã khuếch đại báo cáo này và lưu ý rằng nếu nó là sự thật thì nó chứng tỏ bộ máy quan liêu của Nga bất khả xâm phạm như thế nào. Blogger quân sự đã ca ngợi phản ứng của Điện Kremlin là chu đáo và hợp lý, đồng thời bác bỏ những tiếng nói khác trong không gian, thông tin là phi lý và kích động. Các quan chức Nga có khả năng sử dụng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin ngày 3 tháng 5 để mở rộng việc hủy bỏ các cuộc duyệt binh cho kỳ nghỉ ngày trên tháng 9 tháng 5. Các nguồn tin Nga báo cáo rằng các quan chức Nga đã hủy bỏ các cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 tại 21 thành phố ở Nga và Crimea mà không đưa ra lời biện minh chính thức hoặc viện dẫn lý do an ninh. ISW trước đó đã đánh giá rằng Điện Kremlin sẽ sử dụng cuộc tấn công ngày 3 tháng 5 để hủy bỏ các sự kiện ngày 9 tháng 5 và tăng cường nỗ lực cung cấp thông tin nhằm coi cuộc chiến ở Ukraine là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Điện Kremlin có thể hy vọng sẽ hạn chế các sự kiện điển hình của ngày 9 tháng 5 để che giấu sự xuống cấp của quân đội Nga, vì những sự kiện như vậy cho thấy các thiết bị quân sự tiên tiến của Nga phần lớn hoặc là quan trọng đối với các hoạt động của Nga ở Ukraine hoặc đã bị phá hủy trong 14 tháng giao tranh tiêu hao. Điện Kremlin cũng có khả năng hy vọng sẽ hạn chế các sự kiện ngày 9 tháng 5 vì lo ngại rằng các lễ kỷ niệm vinh danh các quân nhân đã qua đời có thể trở thành nguồn phản ứng dữ dội trong nước đối với các con số thương vong cao của Nga ở Ukraine. Các quan chức Nga đã hủy bỏ các sự kiện tưởng niệm trung đoàn bất tử trong những tuần gần đây có thể vì những lý do như vậy, theo ISW. Điện Kremlin được cho là đang tiếp tục thanh lọc các cơ quan an ninh nội địa, Nhà tổng hợp truyền thông nga Baza đưa tin rằng các nhà chức trách nga đã mở rộng các cuộc điều tra hàng loạt trước đó đối với ban giám đốc nội vụ quận trung tâm Moscow của Bộ Nội vụ sang các ban giám đốc nội vụ quận khác ở Moscow. Baza báo cáo rằng các nhà chức trách nga đã bắt giữ phó cảnh sát trưởng của Pirogov Rynd với cáo buộc dò dỉ thông tin cũng như hai nhân viên khác tại các bộ phận Bộ Nội vụ không xác định. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB và cơ quan an ninh của Bộ Nội vụ được cho là đã bắt đầu kiểm tra hàng loạt các cơ quan nội vụ ở Moscow do dò dỉ dữ liệu từ lực lượng an ninh Nga theo yêu cầu của công dân Ukraine. Điện Kremlin dường như cũng đại tu các bộ phận của vệ binh quốc gia Nga trong bối cảnh hàng loạt vụ bắt giữ và sa thải các quan chức nổi tiếng của lực lượng này gần đây. Theo ISW, Điện Kremlin có thể có ý định sử dụng các cuộc điều tra và bắt giữ này để lật đổ các quan chức không được ủng hộ và củng cố quyền kiểm soát của cơ quan an ninh nội bộ. Sự thật về cuộc chiến ở Ukraine được đưa vào trong nước Nga theo một cách cực kỳ sáng tạo. Thưa quý vị, nhật báo lớn nhất của Phần Lan, Helsingin Sanomat, đã đấu tranh chống lại những hạn chế mạnh mẽ về truyền thông bằng cách giấu tin tức về cuộc chiến ở Ukraine bên trong trò chơi bắn súng Counter Strike. Tổng biên tập của ấn phẩm Antero Mukha cho biết tờ báo phải sáng tạo cách đưa thông tin vào nước Nga để vượt qua các rào cản. Điều này được cho là cần thiết sau khi Nga đàn áp báo chí độc lập và cấm đưa tin tự do. Kể từ khi Moscow khởi động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của họ người Nga đã bị cấm truy cập nội dung truyền thông được sản xuất ở nước ngoài. Ông Muka nói, vì chúng tôi lo ngại rộng rãi về tình hình tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Nga, chúng tôi quyết định rằng có thể tìm một số kênh mới để cung cấp cho khán giả Nga một số tin tức báo chí độc lập, đáng tin cậy, chẳng hạn như về các tình huống ở Ukraine. Culture Sky, trò chơi phổ biến đối với thanh niên Nga, được phát hành bởi nhà sản xuất trò chơi tư nhân Van V Corporation có trụ sở tại Hoa Kỳ vào năm 2012, tờ báo đã tạo ra một thành phố Slavic bị chiến tranh tàn phá có tên là Vonia để thể hiện sự tuyệt vọng đau khổ đang gây ra cho Ukraine. Từ Vonia có nghĩa là chiến tranh ở Nga và cư dân đã bị cấm nhắc đến từ này trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tại đây sẽ có một căn phòng kỳ lạ bị giam giữ trong những bức tường đỏ như máu với những bài báo mô tả chi tiết sự thật khủng khiếp và tàn khốc đằng sau cuộc chiến. Những người sáng tạo đã chụp những bức ảnh đau lòng về sự tàn phá và tuyệt vọng đang lan rộng khắp Ukraine dưới bàn tay của Nga. Họ cũng đính kèm một bản đồ lớn mô tả chi tiết của tấn công khác nhau nhằm vào thường dân vô tội. Ông Muka nói thêm, bạn sẽ tìm thấy ở đó một căn cứ bí mật, và ở đó chúng tôi cung cấp cho họ các bài báo, tài liệu của riêng chúng tôi, chẳng hạn như về các vụ thảm sát ở Bucha và Erpin, cũng như thương vong của quân đội Nga ở Ukraine. Người dùng trò chơi được phép tạo nội dung của riêng họ trên nền tảng và vì vậy công ty truyền thông không cần xin phép ban vì. Mặc dù nội dung trò chơi có thể không được chia sẻ trên mặt báo trên toàn quốc, nhưng các nhà báo Phần Lan hy vọng rằng ít nhất một số người Nga sẽ tình cờ xem được căn phòng tin tức đen tối của họ. Ông Muka nói thêm, nếu một số thanh niên ở Nga chỉ vì trò chơi này tình cờ nghĩ trong vài giây về những gì đang xảy ra ở Ukraine, thì điều đó thật đáng giá. Vào tối thứ Sáu ngày 5 tháng 5, Ukraine cho biết Lực lượng chiều đóng Nga đã sử dụng phốt-pho và đạn gây cháy ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine SSO cho biết kẻ thù đã sử dụng phốt-pho và đạn gây cháy ở Bakhmut, cố gắng quét sạch thành phố khỏi bề mặt trái đất. Tuy nhiên, những người lính của SSO và các đơn vị khác của lực lượng phòng vệ vẫn tiếp tục dũng cảm bảo vệ thành phố. Và trong những điều kiện này, chúng tôi tiếp tục tiêu diệt kẻ thù." Phốtpho là một loại hóa chất gây ra nguy cơ cháy nổ và tạo ra khí độc. Nguyên tố này sẽ cháy đến tận xương tủy và mức độ gây sát thương cho con người vô cùng lớn. Truyền thông nga phỏng đoán hai hướng chính mà Ukraine có thể phản công. Theo Stanislav Obizhenko, phóng viên chiến trường của hãng tin RT của nga, lực lượng vũ trang Ukraine luôn thông báo về cuộc tấn công sắp xảy ra, khiến quân đội nga cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi. Theo phỏng đoán của phóng viên này, có hai hướng mà Kiev có thể ráng những đòn chính. Đầu tiên là Orikiv và Zaporizhia. Sau đó họ sẽ cố gắng vượt qua phía đông Melitopol và hướng thứ hai là họ sẽ cố gắng cắt đường cao tốc Donetsk-Mariupol, đồng thời cắt tuyến đường tới Crimea. Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin nói rằng tình hình đã leo thang đáng kể và quân đội Nga đã chuẩn bị rất nhiều ý tưởng để đối phó. Ông này nói sẽ sớm có bất ngờ dành cho Ukraine, 300% sẽ như vậy. Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter cho rằng Ukraine khó có cơ hội chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga vốn có tiềm lực quân sự hùng mạnh. Ông cho rằng Ukraine sẽ bị đánh bại vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu. Tờ Pravda của Nga hôm thứ Sáu dẫn lời ông Scott Ritter nói không có lý do gì để tin rằng Nga sẽ thua Cá nhân tôi tin rằng Nga đã tích lũy năng lực quân sự để đánh bại Ukraine về mặt quân sự. Trước đó, Scott Ritter đã nói rằng ông không tin Ukraine sẽ phản công thành công và ký sẽ gặp tổn thất nặng nề. Ông Ritter khuyên Tổng thống Zelensky nên từ chức càng sớm càng tốt. Máy vòm của cung điện Thượng viện của Điện Kremlin đã được sửa chữa sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hãng thông tấn RIA Novosti hôm thứ Sáu dẫn lời Elena Grilova, thư ký báo chí của Phủ Tổng thống Nga, cho biết. Theo bà, các tấm đồng trên máy vòm của cung điện bị hư hại bởi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được thay thế. Vào ngày 3 tháng 5, máy bay không người lái đã tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Điện Kremlin. Nga nói UAV này của Ukraine, lệnh tấn công do Mỹ đưa ra, cả ký và Washington đều bác bỏ cáo buộc. Trong khi phương Tây tin rằng cuộc tấn công là Nga giàn dựng để đổ lỗi, tìm cớ leo thang. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa ở bất cứ đâu và khi nào họ thấy phù hợp. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã ký xác lệnh cấm phóng máy bay không người lái từ ngày 3 tháng 5. Dmitry Peskov, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Nga, nói rằng ông Putin đã phản ứng bình tĩnh trước vụ việc Ông cũng cho biết lễ duyệt binh ngày chiến thắng 9 tháng 5 sẽ được tổ chức như thường lệ với bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia. Hiệu quả sử dụng hỏa tiễn HIMARS của Ukraine đã giảm đáng kể. Nguyên nhân, theo các nguồn tin cung cấp cho CNN, là do Nga đã sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử để loại bỏ hệ thống nhằm mục tiêu được dẫn đường bằng GPS để khiến hỏa tiễn trượt mục tiêu. Ngoài ra, các nguồn tin của CNN cho biết đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng các phương pháp như vậy để chống lại các thiết bị quân sự được điều khiển bằng GPS. Năm ngoái, trong cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh, quân đội Armenia đã đối mặt với một vấn đề tương tự khi lực lượng Azerbaijan sử dụng hệ thống tác chế điện tử để gây nhiễu GPS. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một vấn đề lớn đối với quân đội Ukraine khi họ dựa vào độ chính xác và hiệu quả của GPS để dẫn đường cho vũ khí đến mục tiêu. HIMARS cực kỳ quan trọng với Ukraine trong cuộc phản công vào mùa thu năm ngoái. Rất nhiều mục tiêu giá trị của Nga đã bị HIMARS tiêu diệt. Tuy nhiên, những tháng gần đây, HIMARS không được nhắc đến nhiều. Theo CNN, Ukraine đã nhận được 18 hệ thống HIMARS của Mỹ cho đến nay và Mỹ đã cam kết gửi thêm 20 hệ thống nữa. Các đồng minh NATO khác đã tặng 10 hệ thống phóng hỏa tiễn đa năng. Chuyên gia cảnh báo, thời gian đàm phán về Ukraine sắp hết. Theo Avia Pro, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ả Rập Xê Út David Randall, cựu cố vấn chính trị của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Michael Jeffer cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhanh chóng ngồi xuống đàm phán với Nga và lắng nghe lời bài hát You can't always get what you want, không phải lúc nào bạn cũng có được điều mình muốn của Rolling Stones vì còn rất ít thời gian. Các chính trị gia đã nhấn mạnh rằng người dân Ukraine cần hòa bình an ninh và phục hồi kinh tế. Và không có mục tiêu nào trong số này có thể đạt được bằng cách tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến mà họ sẽ không bao giờ giành chiến thắng. Randall và Goeller lưu ý rằng trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai và nội chiến Hoa Kỳ, bên nào có dân số đông nhất và cơ sở công nghiệp mạnh nhất sẽ giành chiến thắng. Họ tin rằng một kịch bản tương tự có thể lặp lại trong cuộc xung đột Ukraine. Ý chỉ Nga sẽ không thua, vấn đề còn lại là thời gian. Họ cho rằng sự thành công của cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng thất bại của cuộc tấn công sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, các chuyên gia chỉ ra rằng cuộc xung đột đang làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của NATO và đẩy nhanh quá trình đánh mất ảnh hưởng của phương Tây trên toàn thế giới. Về vấn đề này, họ đề xuất ngừng các hành động thù địch và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc về vấn đề sáp nhập bốn khu vực miền đông Ukraine vào Nga. Các chính trị gia tin rằng nếu không có một cuộc trưng cầu dân ý cho phép đạt được các mục tiêu chính một cách hòa bình, Nga sẽ tiếp tục chiến đấu trên chiến trường cho đến khi chiếm được cả bốn khu vực miền đông Ukraine và có lẽ không dừng lại ở đó. Video cho thấy các hố tránh lựu đạn của chiến hào Nga không có tác dụng gì mấy trước UAV của Ukraine. Một đoạn video trực tiếp từ chiến trường cho thấy các hố tránh bom của chiến hào Nga dường như không thể bảo vệ những người lính của mình. Tài khoản chuyên đăng tải các video chiến trường ngày mùng 4 đã đăng tải một video với lời bình. Người Nga đã được khuyên nên đào hố để cứu họ khỏi lựu đạn, nhưng nó không hiệu quả. Lữ đoàn cơ giới 92 của Ukraine đã chứng minh điều đó. Đoạn video được cho là do các máy bay không người lái tấn công của lữ đoàn đã ghi lại những hình ảnh vụ thả lựu đạn từ trên cao xuống chiến hào của quân Nga. Những người lính của họ đã chui vào các hố tránh hỏa lực trên cao để hy vọng được thoát nạn. Nhưng những hình ảnh tàn khốc cho thấy họ vẫn bị thương tích nặng nề, thậm chí là mất mạng vì lựu đạn từ máy bay không người lái của Ukraine. Các cảnh quay cho thấy sự khủng khiếp của chiến tranh, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một lần danh quá mong manh. Hình ảnh máy bay không người lái Ukraine mất kiểm soát, bị bắn hạ ở Kiev. Tài khoản Telegram trên đăng tải một video khác vào ngày mùng 5 cho thấy máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã bị bắn hạ ở Kiev. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi UAV Bayraktar TB2 của quân đội nước này do gặp sự cố trên không phận thủ đô. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố hôm 5 tháng 5, một máy bay không người lái UAV Bayraktar TB2 đã bị mất kiểm soát trong chuyến bay theo kế hoạch vào tối ngày 4 tháng 5, các khẩu đội pháo phòng không di động đã được khai triển để bắn hạ máy bay này nhằm tránh những hậu quả ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc khi những sự việc như vậy luôn có nguy cơ xảy ra. Thị trưởng kỹ Vitaly Klitschko sau đó lên tiếng xác nhận về vụ bắn rơi UAV trên. Theo ông Klitschko, mảnh vỡ từ UAV Barakta TB2 đã rơi xuống một số ngôi nhà thuộc quận Perchersky, gây ra các đám cháy nhỏ. Lực lượng cứu hỏa thủ đô đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Vụ việc trên không gây thương vong về người. Tại Zaporizhia, người Nga đang khẩn trương tổ chức sơ tán đến Berdyast. Thị trưởng lưu vong của Melitopol, ông Ivan Fedorov cho biết vào chiều ngày mùng 5, theo giờ địa phương, rằng tại Zaporizhia, người Nga đang khẩn trương tổ chức sơ tán đến Berdyast. Ông Ivan Fedorov viết, cư dân địa phương của các thành phố Pongori, Chokmark, và Molotchan báo cáo rằng những người chiếm đóng đang khẩn trương tổ chức sơ tán dân chúng đến Brias, coi điều đó là do sự leo thang của xung đột. Sau đó ông nói thêm rằng việc sơ tán cũng đã được thông báo ở Antigoda. Ở đó, những người Nga đã ra lệnh nhanh chóng đưa trẻ em ra khỏi trường mẫu giáo. Ông cũng cho biết thêm, điều đáng báo động là một lần nữa họ muốn sơ tán bằng vũ lực, bao gồm cả trẻ em. Chúng tôi đã thấy việc đó và chúng tôi đã phải tìm kiếm những đứa trẻ ở khắp nơi. Chuẩn bị sẵn sàng, ở Melitopol, người Nga đang đổ xăng cho tất cả ô tô. Theo tờ RIA M của Ukraine, đã có hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng để đổ đầy bình xăng một cách vội vàng. Người Nga ở Melitopol đang chuẩn bị để tháo chạy khỏi nơi này, có thể họ đang chờ đợi một cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine và đang chuẩn bị tốt nhất có thể. Theo tờ báo, nhân viên của các doanh nghiệp xã được phát sổ công việc và được yêu cầu cầm lấy nhưng phải đi làm, mọi người có thể ở nhà trong trường hợp xảy ra cháy nổ không ai được phép lái xe ra tiền tuyến, nhưng theo người dân địa phương, một số ô tô đã lái về phía Crimea. Việc sơ tán đã bắt đầu tại các khu định cư khác của vùng Zaporizhia. Trước hết, họ đưa trẻ em ra ngoài, nhưng cho phép các cộng tác viên địa phương ngồi trên xe buýt. Ở Enegoda, các bậc cha mẹ được lệnh đưa con cái của họ từ trường mẫu giáo và trường học, những người không được chọn được giữ trong tầng hầm. Cư dân địa phương thu thập vali khẩn cấp và dự trữ nước. Phương Tây đang bước vào kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược giữa một bên là nền dân chủ và bên kia là các nhà cai trị độc tài. Theo tờ Keskenovini, phát biểu này được Tổng thống Cộng hòa Séc Pek Pavel đưa ra cho hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 5 trong chuyến thăm Đại học Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia ở London, nơi ông theo học nhiều năm trước. Tổng thống Séc lấy ví dụ như Nga, nước đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine và Trung Quốc nước đang tăng cường ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới thông qua các biện pháp kinh tế. Ông Pavel nói các quốc gia có tư tưởng dân chủ phải hợp tác với nhau để chống lại chúng thành công. Theo ông, có khả năng đứng về phía các nhà lãnh đạo dân chủ sẽ là những quốc gia có một số thiếu sót nhưng đang cố gắng dân chủ và sẵn sàng hợp tác. Mặt khác, những người muốn thay đổi trật tự thế giới hiện tại sẽ viết lại các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, các quy tắc thương mại quốc tế và cũng muốn giành thêm ảnh hưởng và quyền lực đối với một số quốc gia. Ông Pavel cho biết, Nga không chỉ quan tâm đến Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng các quan chức Nga không che giấu ý định khôi phục lại sự vĩ đại của Liên Xô cũ. Theo ông, Moscow cũng đang gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi thông qua nhóm lính đánh thuê Wagner. Các với Moscow, Trung Quốc không sử dụng công cụ sức mạnh quân sự mà sử dụng công cụ kinh tế. Lấy ví dụ, ông trích dẫn thực tế rằng Bắc Kinh sở hữu một phần hoặc toàn bộ một số cơ sở hạ tầng quan trọng ở châu Âu, bao gồm cả các cảng quan trọng. Vì vậy, ông Pavel nói, nếu chúng ta muốn duy trì trật tự thế giới hiện tại với các quy tắc pháp lý quốc tế, nhân quyền, chúng ta sẽ phải cùng nhau tạo ra một đối trọng đủ lớn với Trung Quốc, Nga hoặc các quốc gia khác hiện đang liên kết thành một khối chống lại cái mà chúng ta có thể gọi là phương Tây chính trị. Trước đó, ông Pavel cho rằng không thể tin tưởng Trung Quốc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine vì việc kéo dài chiến tranh sẽ có lợi cho Bắc Kinh.